Okay. Đây là nhà của mình. Wow. Đây là nhà trong mơ của mình. Run! Này, anh đang làm cái gì vậy hả? Cái gì à? Này, nó là của em mà. Nhà của anh, nhà của em, nhà của em. Ok. Nhà hả? Mẹ có một ý tưởng. Ý nào? Wow! Hoàn thành, sẵn sàng. Bên đây này. Đây là nhà của mình. Ok. Ngon quá. Tuyệt. Cảm ơn con yêu. Aha. Nikki, con có thể giúp Chris được không? Chúng ta cần cho em ăn, đọc sách, chơi, tô màu, đá bóng và cho em đi ngủ. Ồ, dạ được, mẹ ơi. Chi chi. Ba ơi. Anh muốn ngủ. Chi chi. Ồ. Đây là sư tử. Đây là con khỉ. Đây là con voi. Đọc sách đã xong. Yeah yeah mẹ ơi. Chris chơi đi.
này. Em sẵn sàng chưa? Quá. Đi thôi. Ồ, mèo con. Chơi cùng đã xong. Tô màu thôi. Ồ, con muốn vẽ hả? Được rồi, lại đây. Chọn xe đi con. Con muốn chiếc xe gì? Được rồi. Nhìn nè. Chris, nhìn đây, đây là xe của anh. Tô màu đã xong. Này Chris, đi thôi. Con, ăn trưa thôi. Đến đây đi, nhanh lên. Lại đây, lại đây. Đến giờ ăn trưa. Ngồi đây nha. Của con đây, Nikki. Và của con, Chris. Chúc ngon miệng. Cho Tristan ăn đã xong. Ô, con yêu, cảm ơn con. Được rồi. Ngủ ngon, Tristan. Cho em ngủ, đã xong. Mẹ ơi, con làm xong rồi. Ô, cảm ơn con. Con là anh trai tốt. Dạ. Oh yeah. Ô, sàn nhà toàn dung nham. Giúp tôi. Giúp tôi. Giúp tôi. Nikki cần giúp đỡ. Làm tốt lắm. Còn bạn? Yeah. Tuyệt vời. Tôi sẽ có mặt ở đó. Mình chọn cái gì đây? Là cảnh sát. Cảnh sát để cứu bạn hôm nay. Oh yeah. Chào. Chào. Đây có nghĩa là không vứt rác bừa bãi. Oh, tôi rất xin lỗi. Phạt $10. Được rồi, xin lỗi.
Cứu! 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 Nicky cần giúp đỡ. Cái nào mình sẽ chọn cái nào? Bác sĩ. Ta-da! Bác sĩ Flood sẽ cứu bạn hôm nay. Bạn sẵn sàng chưa? Yuhu! Oh yeah! Chào. Chuyện gì vậy? Tôi bị đeo chân. Tôi vừa nhận được một cái gì đó cho cậu. Aha! Đập tay. Cảm ơn Flash, không có chi Nicky. Của anh. Sô cô la bóng nổ. Là sô cô la của mẹ. Mẹ có ý này hay hơn. Chúng ta thực hiện thử thách bóng nổ đi. Yeah! Bóng nổ, bóng nổ, bóng nổ, bóng nổ, bóng nổ, bóng nổ. Wow, bóng nổ hình bướm bướm. Yeah! Oh, thật sảng khoái. Wow, những con bướm bướm. Một, bắt đầu. Wow, đó là một bóng nổ hình chú chó. Tuyết, đến lượt em. Wow, thú cưng mới của mình. Vòng tiếp theo. Dành cho con và của con. Em trước. Vòng tiếp theo là kem. Kem kem. Yeah. Ngon quá. Vòng tiếp theo. Wow. Wow. Là bóng nổ hình cái bóng. Tuyệt vời. Wow. Là bánh cookie thật. Ngon tuyệt. Mở ra thôi. Dạ. Là em Chris. Sao
sẵn sàng bắt đầu. Wow, wow. Sô-cô-la đâu rồi? Anh không biết, chúng ta đi hỏi mẹ đi. Đi thôi. Wow. Mẹ ơi, chúng ta chơi bóng nổ sô-cô-la được không? Được, đương nhiên rồi. Wow. Ngon quá. Tuyệt quá, con làm tốt lắm đó. Để nó vào tủ lạnh. Giỏi lắm. Wow. Ok, cái thứ nhất đã xong. Cái thứ hai.